Rồi, hello anh em nha. Hôm nay đóng hàng gửi đi anh em. Có một cái lô trọn bộ con mềm biệp giả anh em. Thì hôm nay mình quay cho anh em xem qua. Khi mà chỉ đóng hàng đi, chỉ gửi tới tận nhà thì nó cái gói hàng nó như thế này nha. Các bạn cứ nhận hàng, kiểm tra hàng và test hàng cho nó rõ ràng rồi các bạn thanh toán giùm cho mình với shipper ha. Thì bên trong này nó có cái gì thì mình thì mình không bán, mình không cần cọc cạch gì đâu anh em ha. Cứ mình hàng mình thật, việc thật cho nên là các bạn cứ mua xong các bạn cứ test nó có giống như thế này không rồi các bạn thanh toán tiền. Combo một trọn bộ bìm bìm là nó gồm những cái món này. Đầu tiên là cái loa điều khiển từ xa nha. Và thứ hai là thùng lọng anh em nha. Đây kẹp cái tờ giấy này lại, có những cái nhọn đinh này sợ nó bị lủng hàng đi, nó lủng anh em. Đó, để thầm nha. Cái lại con bìm bìm giả ha. Con này bằng cao su non như nên là cái đuôi thì nó dài anh em, mình để cục cong này. Và khi anh em về anh em mở ra thì nó thẳng ra ha. Nè, cái đuôi như thế này mình mở ra. Nè, con này con mái. Ông anh này cũng đặt con mái này. Mái thì cái màu lông của nó sẫm hơn một tí. Mình không có làm sáng. Nếu mà làm sáng quá thì con bìm bìp nó vẫn nhát. Cái mẹo của nó khi mình đi đánh, mình đánh cái con nó hơi tối một tí thôi, đỡ căng lửa hơn. Sáng quá con ngồi nó vẫn nhùng hơn, cho nên mình làm con nó hơi tối đi một tí thì con ngồi nó căng hơn. Và làm mà nhạy nhất là làm con mái này ha. Mái là kêu vậy. Có một con anh đặt con trống nữa sao. Con trống này nè, con này con trống. Trống thì sáng hơn mà nó nhỏ đòn. Nhỏ hơn con mái nha. Anh kia thì hôm bữa đặt con mái rồi, giờ đặt từng con trống. Trong combo bộ của cái loa này thì mình có bỏ cái tiếng bìm bìm ở trong đây rồi nha. Bộ điều khiển loa này thì nó gồm nè, gồm cái loa này anh em nè. Loa này dòng loa QS898 nè, hai pin nha. Công suất 5W anh em nha. Loa này là hãng của Song Dông anh em nha. Nhìn loại này là loại, nói chung là để nói về dòng loa này thì hàng này cao cấp nhất anh em nha. Hàng mặt trắng và loa Song Dông. Nếu mà ai mà rành loa thì biết loại này. Nhập hàng thì là hàng này là mình bán chạy nhất và nó không có tật lỗi gì, hầu như tỷ. Túi nó cũng khác những cái loại khác anh em, nhìn cái màu túi của nó này ha. Đây là cái dây sạc anh em ha. Anh em chơi hết pin thì sạc thôi ha. Cắm vào đây. Bên hông này nên có cái lỗ này anh em này. Đó, cắm vào đây nha. Rồi cắm vào điện nhà mình ha, 220V đó, anh em sạc thôi ha. Bên này có một cái khe thẻ ha. Và lưu ý thẻ này anh em về nhớ lấy cái băng keo màu đen anh em ha. Dán đường bên đây qua bên đây giùm mình nha. Đôi lúc vô tình mình cấn gì rồi ra nó búng hết cái thẻ ra ngoài nhà này, búng mất. Nên là mình phải dán lại cho nó cẩn thận đi ha. Chép đầy đủ tiếng của mình trong đây thôi. Ví dụ như máy trống nữa mình chép đầy đủ trong đây. Nhận hàng anh em cứ test thoải mái giùm mình nha. Bấm cái phím ở giữa nha, giữa nhà hàng cuối cùng nha. Tại vì khi mở lên thì nó là pau là tạm dừng anh em ha. Đó cho nên là giờ mình bấm cái này, bấm này cái thì cái tiếng nó sẽ tiếng lên. Đó thì theo yêu cầu của ông anh chơi cái này á thì anh cần con gà nước cho mình bỏ tiếng gà nước lại luôn ha. Đó, bài số 1 là con gà nước, bài số 2 này thì là con quắc, con bì bìm. Đó. À anh em ha. Đó bì bìm. Và có cả tiếng nhái trong đây anh em nha, tiếng nhái để kèm những con mùi giả sắc bên á. Chơi xong thì anh em tắt loa thôi ha. Có nhiều anh em không biết, anh em mua về á, loa dày xong anh em vặn xuống như thế này thôi. Vặn dày á, đó, anh em tưởng là nó vặn dày là nó xong rồi nhưng mà không phải nha. Đó, vặn xuống thì nó gây cái tật kia. Thì lúc nó mới tắt loa thì nó mới không có bị hao pin, hết pin nha. Thì chọn bộ ra nó gồm 10 khung 50 thòng lọng nè. Con bìm bìm giả ha. Loa thẻ tiếng này và phụ kiện túi đeo này. Rồi, các bạn.